寻雪路，不知崎岖，苍松松膝下，衷心赞许。朝辞磨剑石，不加顾虑，轻提我宝剑，飞身再跨千里驹。惶恐争探问，问我是谁？看我傲然摘云彩，更感畏惧。天边有星，伸手要采，哪怕极疲累。远近何望，请你记住，江山归我取。滚潮声轻奏我，恶滚伴随，见我傲然踏河山，冷风轻吹，吹干血和泪。Không, các người kiếm được khắc thạch đạo trưởng chưa? Chưa kiếm được. Dù sao đi nữa, cháu không tin Trung Đại tiên sinh lại làm những chuyện bị ẩu như vậy. Còn khắc thạch đạo trưởng cũng không phải hẹp hòi như vậy đâu. Phải dùng thuốc độc để hại chết tiểu sư thái. Không sai, Lục Đan không phải hạng người này. Thái Quân, người nghĩ như thế nào hả? Ta đương nhiên là không tin, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi. Còn ta chính là chủ nhân ở đây, ta không lý nào không truy cứu. Thái Quân, dường như không có kết quả gì hết. Lại không có kết quả. Bẩm Thái Quân, chúng tôi chắc không được hết thạch đạo trưởng. Không có manh mối chút nào. Các người nói làm sao truy xét vậy? Thái Quân, Thái Quân, làm gì vậy? Tụi con làm cái gì vậy? Vừa rồi chúng con đi kiếm hát thạch đạo trưởng, không ngờ phát hiện được. Có phải hát thạch đạo trưởng đã xảy ra chuyện bất trắc không hả? Không phải. Là chuyện gì vậy? Sao con lại ấm ấm mơ vậy cháu? Con chuyện là như vậy. Chúng con phát hiện được một xác chết tại giếng khô. Hả? Đưa con. Dẫn tôi vào phòng. Thái Quân, coi tôi vết thương của anh là do xà hình kiếm giết hại đó. Xà hình kiếm? Phải rồi, hắn ta đạo trưởng dùng xà hình kiếm đó. Lại là hắn nữa. Nè, các người xét trên mình ảnh con có vết thương gì khác không? Dạ. Bẩm Thái Quân, có một lá thơ. Đọc cho ta nghe. Dạ.
ta đã phát hiện một người đáng nghi ngờ, giờ đang truy xét. Nhưng người này rất là gian xảo, đồng thời đã có âm mưu sẵn rồi. Nếu ta gặp phải bất trắc, ta xin hãy truy xét hắc thạch đạo nhân. Nhớ kỹ, lại là hắn nữa. Thái Quân, chúng ta phải lập tức đi giết Lục Đan. Chờ Trung Đại tiên sinh trở về đây rồi mới quyết định sao. Tới đây à? Các người muốn sao đây? Nếu các người không trả lời, đừng có trách ta giết người nha. Chị của em sau này phải làm sao đây?
Nhớ lúc xưa chị chẳng đau lòng về mất chồng. Chúng ta nhất định phải kiên cường lên. Họ muốn năm công thế gia của mình từ đây diệt vong. Mình cứ phải tiếp tục sinh tồn. Ngủ đi. Em nhất định phải kiên cường lên. Còn nhiều việc em phải đi làm. Còn nhiều việc em phải làm mà. Phải. Là việc gì hả? Chính là trả thù cho chú Năm. Trả thù. Lục Đà, Võ Đà, ta nhất định cho chúng mày nở mắt phải trả bằng máu. Nè, ngồi xuống trước đã. Chị lấy chén canh xăm cho em ăn nha. Ba nương, tứ nương. Chuyện gì ạ? Lão Thái Quân có dặn, nếu tứ nương không có sao, mời tam nương đưa tứ nương vào phòng của Thái Quân. Chờ lát chúng ta đi sao? Bẩm Thái Quân, tam nương và tứ nương đã tới. Thiệt là khổ. Thái Quân, Quân nhất định phải trả mối thù giết chồng đây. Nam cùng thế già của chúng ta thật ra đã làm ra lỗi làm gì cho năm người nam đinh đều có kết quả.